Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Nhẹ Nhàng TV. Trong video ngày hôm nay, Nhẹ Nhàng TV sẽ chia sẻ và cùng các bạn review một căn nhà có lối thiết kế độc đáo tại Hội An. Mình tin chắc đây sẽ là một mẫu nhà phù hợp cho những bạn yêu thích vẻ đẹp mộc mạc và giản dị. Vậy thì chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu nào. Căn nhà này tên là Lami Villa, được xây dựng trên khổ đất có diện tích là 220m² tại Hội An. Điểm đặc biệt của căn nhà là lối thiết kế độc đáo, vừa bình lặng quen thuộc, lại pha chút hiện đại, tươi mới. Khu vực cổng có lối thiết kế xưa cũ, đây cũng chính là nét đẹp đặc trưng của Hội An. Không gian sống được xây dựng với 3 tầng, hạn chế tối đa việc ốp lát, thay vào đó là sử dụng nước sơn vàng đậm, vừa tiết kiệm chi phí, lại không kém phần sang trọng. Ngoài ra, ngoại thất căn nhà còn được trồng một số khóm hoa, chậu cây xanh tạo lên cái nhìn siêu mát, hài hòa về màu sắc và bố cục. Về không gian nội thất, căn nhà mang một số đặc trưng của phong cách Đông Dương như sàn gạch bông, những chi tiết thiết kế mang đường nét riêng biệt. Các không gian chức năng của Lami Villa hướng tới sự hiện đại, tiện nghi cho những người sống ở đây. Đầu tiên là khu vực bếp với thiết kế đơn giản, gọn gàng, đề cao sự thông thoáng và chan hòa ánh sáng tự nhiên. Tiếp đến là các không gian phòng ngủ, được sử dụng tông màu nhẹ nhàng, dịu mắt, hứa hẹn là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho gia chủ. Cuối cùng là các khu vực dành cho việc thư giãn, thả mình như hồ bơi, sân vườn được xây dựng ở 30% còn lại của diện tích khổ đất. Vừa rồi là một số hình ảnh cũng như thông tin tổng quát về công trình. Bây giờ, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp chi tiết về căn nhà này nhé! Thank you.
Video đến đây là hết. Các bạn cảm thấy căn nhà này thế nào? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Và đừng quên like, share, subscribe kênh Nghiện Nhà TV để nhận những video bổ ích sớm nhất nha.